Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay thì mình sẽ không chia sẻ một video về chụp ảnh sản phẩm mà mình sẽ chia sẻ một chút về cái quá trình mà mình xây dựng lên những cái nội dung là video ngắn. Như mọi người biết thì ở trên hệ thống các kênh của mình như là Facebook này, TikTok này, Instagram này thì hay là YouTube Short này thì mình có chia sẻ những cái nội dung theo hình thức là video ngắn dưới 1 phút. Và với những cái video này thì chủ yếu là mình sẽ quay lại behind the scene này, quá trình mà mình chụp ảnh sản phẩm, cũng như là mình hướng dẫn cho mọi người một số những cái tip trick khi mà mọi người chụp ảnh sản phẩm sao cho hiệu quả. Thì có rất là nhiều bạn hỏi là làm thế nào để mình có thể quay được những cái video như vậy. Thì thật ra những cái thiết bị mình dùng để quay những cái video như vậy nó rất là tùy hứng. Có những hôm mình kiểu hứng lên thì mình cũng làm những cái video mà đầu tư rất là nhiều thiết bị cồng kềnh. Nhưng có những hôm thì mình lại lựa chọn cái tiêu chí là đơn giản, tức là mình sử dụng những cái thiết bị mà mình có, ví dụ như là chính chiếc điện thoại của mình thôi. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái combo mà mình nghĩ là nó đơn giản nhất để các bạn có thể bắt đầu sản xuất những cái nội dung video ngắn của riêng mình nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết bị mà mình sử dụng để quay. Thì thông thường với những cái video đơn giản ấy, thì mình sẽ dùng một trong hai cái thiết bị này. Đầu tiên là chính chiếc điện thoại của mình. Điện thoại của mình thì nó là điện thoại iPhone 12 Pro Max ấy. Nó chưa được cập nhật cái chế độ Cinematic Mode đâu. Nhưng nếu các bạn có những cái iPhone đời mới hơn ấy, thì quay nó còn có thể đẹp hơn của mình nữa. Ngoài ra thì thi thoảng là mình sẽ sử dụng chiếc máy ảnh. Hết pin rồi. Ngoài ra thì thi thoảng mình có sử dụng một cái máy ảnh du lịch. Đấy, máy ảnh này là Canon G7X Mark III. Mình mua khá là lâu rồi, thường thì mình sẽ sử dụng nó để chụp ảnh và quay video khi đi du lịch. Bây giờ thì mình cũng mang ra để chụp ảnh và quay những cái video ngắn. Ưu điểm của hai cái thiết bị này đấy là nó nhỏ gọn này, nó tiện lợi này. Mình không phải băn khoăn quá nhiều việc lựa chọn ống kính hay là điều chỉnh thông số, bởi vì hầu như nó sẽ tự động hết. Đấy, thì đây chính là hai cái thiết bị mình sử dụng nhé. Cái món đồ tiếp theo mà chúng mình cần để có thể quay được video ngắn đấy là mình sẽ phải có một chiếc tripod. Nhà mình thì có rất là nhiều chân máy, nhưng mà chủ yếu nó là những cái chân mà nó kiểu to cồng kềnh như này này. Thì khi mà mình lắp vào để mình quay ấy, nó sẽ rất là tốn diện tích. Bản thân cái station chụp ảnh của mình nó đã khá là to rồi, thế nên là khi mà sử dụng những cái chân như thế này ấy, thì nó hơi bất tiện. Thế nên mình cũng tìm một cái phương án chân máy nhỏ gọn hơn. Đặc biệt là khi mà mình lắp những cái máy ảnh du lịch hay điện thoại ấy, thì nó cũng không cần phải một cái chân quá to. Thì mình có mua cái chân Ulanzi, ở đây là mã MT44, nó có giá là hơn 300.000. Và khi mà mình nhận được cái chân này thì mình đã khá là bất ngờ, bởi vì với cái mức giá hơn 300.000 mà mình lại có một cái chân khá là xịn sò. Như mọi người thấy ở đây thì mình có hai cái, một cái màu đen và một cái màu trắng. Đó, và mình có thể lắp được điện thoại này, cũng như là mình có thể lắp được cả máy ảnh lên. Nhìn bên ngoài thì cái chân này rất là chắc chắn, nó chắc chắn hơn nhiều so với những cái chân khác mà cùng với cái mức giá tiền. Tuy nhiên thì cái mà mình thích nhất ở cái chân này nó chính là cái đầu này. Đây mình sẽ cho mọi người xem nhé. Cái đầu này thì nó vừa có thể lắp được điện thoại lại vừa có thể lắp được máy ảnh. Nó là kiểu 2 trong 1 ấy. Nhưng mà mình cũng không thể lắp những cái máy ảnh mà nó quá to nặng được đâu nhá. Mình chỉ lắp cho những cái máy ảnh nhỏ nhỏ thôi. Đấy, khi mà mình để nguyên cái chân, cái đầu như thế này thì mình có thể lắp được máy ảnh lên này. Và khi mà mình muốn điện thoại thì mình chỉ cần mở nó ra như này thôi. Đấy, là mình có thể lắp được điện thoại giống như là mình đang lắp cái chân đen ở đây. Đó, như mọi người có nhìn thấy. Và một trong những cái điều mình thích nữa đấy là cái đầu này này, nó là cái đầu bốn hết. Thông thường thì chỉ ở những cái chân chuyên nghiệp nó mới có cái loại đầu này thôi. Thì với cái đầu này mình hoàn toàn có thể linh hoạt di chuyển vị trí ở cái điện thoại cũng như là cái máy ảnh sao cho hợp lý. Đấy, mình có thể quay ngang, mình có thể quay dọc. Đấy, và khi mà mình chuyển thì những cái khớp nó cũng rất là linh hoạt. Những cái vít của nó cũng kiểu rất xịn cơ. Nó không phải kiểu là mình vặn một phát là nó trôi đi luôn đâu. Thì đây chính là cái chi tiết mà mình thích nhất, bên cạnh cái việc là nó khá là chắc chắn. Ngoài ra thì mình có thể kéo được cái chân này cao lên, rất là cao này. Khi mà mình cần quay những cái góc mà nó rộng ấy, hoặc là quay từ trên cao. Thế còn nếu mà mình không thích thì mình hoàn toàn có thể thu cái chân này lại, để mình có thể quay được những cái shot mà mình nói chuyện này, hay là mình quay cận mặt mình và mình đặt trực tiếp cái chân lên trên bàn. Những bạn nào mà thích quay những cái vlog kiểu học bài này, study with me này, rồi làm việc cùng mình này, thì các bạn hoàn toàn có thể đặt cái chân này lên bàn. Đấy, và quay nó rất là tiện. Cái chân này thì ngoài việc là mọi người dùng để quay phim ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng để thực hiện cái shot chụp ảnh bằng điện thoại. Theo như mình đánh giá thì cái chân này khá là chắc chắn. Đấy, và nó chống rung rất là tốt. Cái món đồ tiếp theo mà bọn mình cần có đấy chính là cây đèn. Theo
theo mình thì một cái video ngắn nó có đẹp hay không ấy, thì cái yếu tố ánh sáng rất là quan trọng. Kể cả khi mình có một chiếc máy quay rất là xịn và đắt tiền nhưng mà ánh sáng mình không đủ thì cái video mình quay ra nó vẫn xấu. Thế nên là mình nghĩ là cái việc đầu tư tiền cho một cái cây đèn xịn nó là cũng quan trọng đấy. Cái cây đèn ở đây thì mình sử dụng là Nanlite FS60B nhá. Cây này thì nó có giá khoảng hơn 3 triệu, gần 4 triệu. Đấy, thì ưu điểm của nó là rất là nhỏ gọn. Mình rất là tiện, như mọi người nhìn thấy là mình xách ở trên tay này. Đấy, nó bé xíu và xinh như này thôi. Thì mình đi đâu mình cũng có thể mang theo được, kể cả mình, cái phòng của mình rất là bé. Ngoài ra thì nếu mà mọi người muốn tiện hơn nữa ấy, thì mọi người có thể mua luôn cái shop box đi kèm của cái đèn này. Đấy, thì cái shop box này nó cũng rất là bé xinh. Mình sẽ lắp cho mọi người xem nhé. Thì đây chính là cái đèn mà mình sử dụng trong những cái shot quay của mình. Đây. Đây. Rồi bây giờ thì mình đã có thiết bị quay này, mình đã có chân máy này và đèn này, mình sẽ setup thử cho mọi người xem nhé. Cuối cùng khi mà quay xong ý, thì sẽ đến phần là dựng đúng không? Thì hai cái thiết bị dựng mà mình sử dụng chính đấy là chính chiếc điện thoại của mình hoặc là mình sẽ dùng iPad. Ở đây thì mình đang dùng iPad Pro này và mình có cài một cái phần mềm là CapCut. Thì gần như là tất cả các cái video của mình thì mình đều dựng bằng CapCut thôi. CapCut thì nó có một cái ưu điểm đấy là nó rất là dễ sử dụng, đặc biệt là khi mà mình import những cái video dọc vào ấy, nó có sẵn kho nhạc để mình có thể sử dụng này. Các cái bước để mình có thể cắt ghép và dựng clip nó cũng rất là đơn giản. Và bởi vì mình có thể cài được CapCut ở trên điện thoại, thế là đi đâu mình cũng có thể dựng được, không nhất thiết là mình phải ngồi nhà và mình mở máy tính lên. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người với những cái thiết bị mà mình sử dụng để quay video ngắn. Nó sẽ có thiết bị quay chụp bao gồm máy ảnh du lịch này và điện thoại. Nó sẽ có chân máy này, đèn này và cuối cùng là một thiết bị mà mình có thể sử dụng để dựng, đó chính là iPad. Ngoài ra thì mọi người có thể hoàn toàn sử dụng điện thoại để dựng cũng được. Hy vọng là cái video này có thể có ích cho các bạn đang muốn bắt đầu xây dựng một cái kênh TikTok hay là Reel cho riêng mình. Nếu các bạn quan tâm đến chụp ảnh sản phẩm và yêu thích những cái video của mình thì đừng quên like, subscribe và nhấn chuông để mình có thể cập nhật những cái nội dung mới cho mọi người hàng tuần. Ngoài ra thì mình cũng có hai khóa học về chụp ảnh sản phẩm, mọi người có thể tham khảo đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.